vào khoảng 12 giờ 30 phút ngày 3 tháng 11, trên đường Võ Thị Sáu, thuộc phường Đông Xuyên, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang, phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh phối hợp cùng đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an thành phố Long Xuyên bắt quả tang đối tượng Nguyễn Thanh Sang, sinh năm 1986, có hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Tại hiện trường, lực lượng công an phát hiện và thu giữ trên người Sang 10 bọc ni lông, bên trong có chứa chất tinh thể màu trắng nghi là ma túy đá khám xét khẩn cấp nơi ở của sang tại phòng trọ số 453, chung cư bắc hà hoàng phổ thành phố long xuyên lực lượng công an tiếp tục thu giữ nhiều bọc ni lông bên trong có chứa khoảng 76 gram tinh thể màu trắng nghi là ma túy cùng nhiều dụng cụ phục vụ cho việc mua bán ma túy tại cơ quan điều tra sang khai nhận đây là ma túy đá mà sang vừa mua của một đối tượng tên trực đem từ thành phố hồ chí minh xuống để mang đi phân lẻ bán kiếm lời <laughs>